đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể khiến não bộ bị thiếu oxy không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào trong vòng vài phút nếu không được cung cấp đủ máu các tế bào não sẽ bắt đầu chết do đó người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức thời gian kéo dài càng lâu số lượng tế bào não chết càng nhiều sẽ ảnh hưởng tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể thậm chí là tử vong Hầu hết những người sống sót sau cơn đột quỵ đều có sức khỏe suy yếu hoặc mắc các di chứng như là tê liệt hoặc cử động yếu một phần cơ thể, mất ngôn ngữ, rối loạn cảm xúc, thị giác suy giảm. Có hai loại đột quỵ là đột quỵ do thiếu máu và đột quỵ do xuất huyết. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ chiếm khoảng 85% tổng số các ca bị đột quỵ hiện nay. Đây là tình trạng đột quỵ do các cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch, cản trở quá trình máu lưu thông lên não. Còn đột quỵ do xuất huyết là tình trạng mạch máu đến não bị vỡ, khiến máu chảy ồ ạt gây xuất huyết não. Nguyên nhân khiến mạch máu vỡ là do thành động mạch mỏng yếu hoặc xuất hiện các vết nứt rò rỉ. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp phải cơn thiếu máu não thoáng qua, đây là tình trạng đột quỵ nhỏ, dòng máu cung cấp cho não bộ bị giảm tạm thời. Người bệnh có những triệu chứng của đột quỵ nhưng chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, thường kéo dài khoảng vài phút. Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà người bệnh cần lưu ý. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Việt Nga, để phòng ngừa đột quỵ cần lưu ý những điều như là ăn uống lành mạnh, uống rượu bia trường mực, không hút thuốc, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tuân thủ điều trị hay là tập thể dục thường xuyên. Thứ nhất là chúng ta cần phải có một chế độ sinh hoạt hợp lý thì chúng ta vẫn phải là cố gắng là ăn ngủ nó điều độ, cố gắng đi ngủ sớm, đừng có bị thiếu ngủ, ừ, sáng cũng dậy sớm, ăn uống nó tương đối lành mạnh một chút, hạn chế các đồ ăn chế biến sẵn và không ăn quá nhiều, hạn chế sử dụng rượu bia và vẫn dành thời gian để tập thể dục. Chúng ta là mỗi ngày nên 2 đến 3 lần tập thể dục nhẹ nhàng để cho cơ thể là cái chuyển hóa nó tốt cũng như là cái việc hình thành các cục máu đông nó giảm đi. Cái thứ hai là chúng ta phải tuyệt đối dù cho dù là Tết đi nữa chúng ta phải tuyệt đối là tuân thủ các cái đơn thuốc của bác sĩ, các cái hướng dẫn của bác sĩ về chế độ ăn uống này, về việc dùng thuốc là để kiểm soát các vấn đề về huyết áp, về tiểu đường, về rối loạn mỡ máu và các bệnh khác cũng như là dùng thuốc chống đông cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta dùng được các cái thuốc như vậy ấy, thì cái nguy cơ đột quỵ nó cũng giảm đi. Và cuối cùng thứ ba là vấn đề về thời tiết nó lạnh thì chúng ta cần biết giữ ấm, mặc quần áo đầy đủ, thoáng khí, không nên di chuyển đột ngột từ nơi nóng sang nơi lạnh để chúng ta tránh cái tình trạng là cái mạch máu nó bị co thắt một cách đột ngột cũng như là kiểm soát stress tránh nóng giận tránh những cái cơn giận dữ thì khi mà mình căng thẳng giận dữ như vậy thì cái việc mà cái mạch máu nó co thắt cũng như nguy cơ đột quỵ nó sẽ tăng lên <laughs>